thiên ngày hai trăm bốn bốn muốn mua cho mẹ một cái nguyên văn là chị muốn cho mẹ mua một chiếc của sáng kểy ma mà 一件，我想给妈妈买一件。我想给妈妈买一件。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. t xuống. 下载。Quen thuộc. Rúi Một công ty du lịch Y Cha lùi yếu công sư Xin lỗi, ngại quá Bù Khói ý xử. Chị Ruột Xin chào chị Sớm đã quen rồi giáo chiều xí quả lọ. Đừng vội, từ từ thôi. Bía chí, mạn man lái. Cái hòm, vali. Xiang Đi giày cao gót không dễ đi. Chuan cao gân xí ở bù hào Đại đa số. Tả đua sủ. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Vòng chiến dấu大概 200 m. Thảm quá đi. Khó chả nào. Đớt quên. Miễn đớt hoang dị mấy cái chén trà này. Trầy xia trầy. Trầy xia trà bay. Hi hi. Xi xi. Để đâu? Phẳng nở. Hy vọng. Hy vọng. Chất liệu vải sờ vào. Mẹ lèo mua trẻ lái. Lên người. Sàng sân. Còn cần cái gì? Dùng từ lịch sự. Khái suy áo sớm mà. Mặc cỡ vừa. Chuan trung hảo.